Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Washing House. Và mình biết cái chủ đề ngày hôm nay mình nghĩ là mọi người sẽ quan tâm rất là nhiều. Và đây là một cái video mà mình đã hứa với mọi người trong rất là nhiều video trước rồi. Thì bây giờ mình mới có cơ hội để làm cái video này. Thì trong cái video này thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi và thắc mắc của mọi người trong những cái video trước. Và mình đã tổng hợp những cái câu hỏi ở trong này. Thì còn bất kỳ những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nào mà ngoài trong cái video này thì mọi người cứ để lại comment ở bên dưới cho mình biết. Thì mình sẽ tổng hợp chung vào một cái video mới nữa để làm những cái giải đáp những cái thắc mắc đó chung của mọi người nha. Và trong cái video này thì mình tổng hợp những cái câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người quan tâm khá là nhiều, nên là mọi người nhớ phải theo dõi hết cái video này nha. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để đón xem những cái video sắp tới tiếp theo nhé. Với câu hỏi đầu tiên như sau, mình có câu hỏi là sau khi vừa wax xong thì có nên chùi bằng nước muối sinh lý hay không, hay là dùng gel na đam để làm giảm triệu chứng sưng không bạn, và nước hoa hồng dịu nhẹ có được hay không? Thì mình thấy là đối với những bạn nào mà waxing tại nhà thì sẽ không có đầy đủ các cái dụng cụ là trước hay cả sau khi waxing. Sau khi vừa mới waxing xong thì mọi người nên làm sạch những cái lớp sáp thừa trên da trước. Sau đó, với những bạn nào mà không có kem dưỡng chuyên dùng dành cho da sau khi waxing thì có thể sử dụng là nước muối sinh lý này, lau vệ sinh qua một lần này, hoặc là nước hoa hồng dịu nhẹ lau qua một lần, và sau đó mọi người kiêng nước tầm khoảng cỡ từ 3 tới 4 tiếng nha. Và đối với những bạn nào mà có gel nha đam thì nên thoa một lớp gel mỏng lên trên cái vùng da đấy để tầm khoảng cỡ từ 5 tới 10 phút, là sau đó thì mọi người lấy khăn khô lau sạch đi nha, và không sử dụng khăn ướt để lau. Bởi vì sau khi waxing thì mọi người nên cần phải kiêng nước nha, để nó tránh làm tổn thương da với cả viêm da. Đối với những cái vùng da mà nó diện tích lớn như là vùng tay, vùng chân thì mọi người không cần gel nha đam cũng được. Thay vào đó thì mọi người có thể sử dụng là nước muối sinh lý này hoặc là nước hoa hồng đều được nha. Và câu hỏi thứ hai thì mình nghĩ là mọi người cũng quan tâm rất là nhiều luôn. Vừa wax xong thì có phải kiêng quan hệ tình dục không, và nếu kiêng thì trong vòng bao lâu? Và cùng với câu hỏi đó thì có một bạn cũng hỏi mình luôn là vừa wax xong thì lau bằng nước muối sinh lý, sau đó để từ 5 tới 6 tiếng em tắm và quan hệ vợ chồng vẫn được đúng không? Và bạn này chưa wax vùng này bao giờ nên là cũng không có rõ lắm. Thì đối với những bạn nào mà lần đầu tiên waxing hay là với những bạn nào đã wax rồi thì nên kiêng nước tầm khoảng cỡ từ 3 tới 4 tiếng. Và sau khoảng cỡ 4 tới 5 tiếng thì mọi người có thể tắm và vệ sinh bình thường. Và đối với cái vùng bikini là cái vùng da khá là nhạy cảm, với cả sau khi waxing thì cái vùng da này tổn thương khá là nhiều, nên là trong vòng khoảng 1 ngày đầu tiên thì mọi người không nên sử dụng xà bông hay là dung dịch vệ sinh trên cái vùng bikini nha. Mọi người chỉ sử dụng bằng nước lạnh thôi để vệ sinh cái vùng này. Và sau khoảng cỡ từ 6 tới 8 tiếng sau đó, sau khi waxing thì mọi người có thể quan hệ tình dục vợ chồng như bình thường và không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà đừng có là vừa mới waxing xong xong rồi mọi người thực hiện quan hệ luôn thì nó cũng không có tốt trên cái vùng da đấy. Bởi vì khi mà quan hệ thì nó sẽ có tiết ra của một cái chất nhầy, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái bề mặt da nữa, thì nó cũng dễ gây ra tình trạng bị viêm da. Sau khoảng thời gian là 6 tiếng sau khi waxing thì mọi người có thể là tắm rửa này, vệ sinh này, hoặc là quan hệ vợ chồng vẫn bình thường vẫn được luôn nha. Chị ơi, wax xong tắm rửa tắm bình thường đúng không chị, hay là cần phải kiêng trong vòng mấy ngày? Thì sau khi waxing xong với những cái vùng da như là tay, chân, nách hay là bụng, lưng ấy, thì mọi người chỉ cần kiêng nước cỡ khoảng từ 4 tới 5 tiếng và sau đó mọi người tắm và vệ sinh bình thường bằng sữa tắm bình thường được luôn nha. Còn đối với vùng bikini và sau khi waxing xong thì mọi người cần phải kiêng sữa tắm này, dung dịch vệ sinh trong vòng 1 ngày, ít nhất là 1 ngày, để cho cái tình trạng da của vùng bikini nó được lành này, với cả nó sẽ không có bị đỏ nữa. Thông thường thì waxing vùng bikini thì nó sẽ gây ra tình trạng bị đỏ da nhiều này, với cả là nó cũng nhiều khi mấy bạn nào mà waxing lần đầu tiên nó dễ bị chảy máu ở lỗ chân lông, nên là mọi người cần phải kiêng sữa tắm với cả xà bông để nó không có bị rát trong cái quá trình mọi người sử dụng cái sản phẩm này nha. Cũng liên quan tới cái vấn đề là bikini thì có một bạn đặt câu hỏi như sau là sau khi wax thì nên dùng gì để cho mềm với cả căng da, và em sợ bị nhão da. Đối với cái vùng bikini, mọi người cũng biết là khi mà waxing thì nó có tác động rất là mạnh, là khi giật cái miếng sáp đi với một lực cực kỳ mạnh luôn thì nó làm cho cái da của mọi người sẽ bị căng ra một chút, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng tới tình trạng nhão này hay là bị nhăn đâu, hay là bị thâm đâu. Với những bạn nào mà chưa có từng quan hệ này hay là chưa từng có con ấy, thì cái vùng da này nó rất là căng này và nhìn nó rất là hồng hào ha. Đối với những bạn nào đã sinh con rồi hay là đã quan hệ rồi thì quan hệ nhiều hay là sinh con nhiều thì nó cũng khiến cho tình trạng cái vùng da này bị nhão, nên là waxing nó sẽ không có khiến cái tình trạng da bị nhão hay là bị thâm đâu nha. Tùy thuộc vào cơ địa này cũng như là nội tiết tố của mọi người nữa. Có một bạn đặt câu hỏi như là wax lạnh thì nó có giống wax nóng hay không? Thì mọi người cũng thấy là wax lạnh với cả wax nóng là
nó chữ có chữ nóng và lạnh nó đã khác nhau rồi đúng không? Đối với wax lạnh ấy, thì khi mà vết sát lên trên da thì mọi người hay sử dụng bằng một cái miếng vải hay là miếng giấy đè lên cái phần da đó và giật đi, thì đa phần ấy, thì cái giật bằng cách là bằng waxing bằng sáp lạnh thì nó sẽ đau hơn nhiều so với phương pháp waxing bằng sáp nóng. Mọi người cũng biết là vết sáp sáp nóng lên trên cái bề mặt da thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông nó sẽ mở ra và khi wax lông nó sẽ dễ dàng đi ra được hơn và nó cũng giảm đau nữa. Và đôi khi thì wax nóng ấy, thì một số bạn sẽ có tình trạng là bị đỏ da này, với cả là nó bị dị ứng nữa. Thông thường thì đỏ da thì nó sẽ tầm rơi vào khoảng cỡ từ 1 tới 2 tiếng thì nó sẽ hết ngay và nó sẽ không có ảnh hưởng tới làn da sau này nữa. Còn wax lạnh và wax nóng ấy, thì mình thấy là mọi người có thể cái nào mọi người phù hợp với cái phương pháp đấy hơn thì mọi người có thể sử dụng. Nhưng mà mình thấy là wax nóng nó sẽ phức tạp hơn trong cái quá trình mà nấu sáp, nhưng mà nó rất là tiện lợi trong cái quá trình mà mọi người sử dụng, như là áp dụng cho tất cả các vùng như là tay, chân, nách và cả bikini luôn. Còn riêng đối với sáp lạnh thì mọi người không nên áp dụng trong vùng bikini nha, tuyệt đối không nha. Đây, lại thêm một câu hỏi nữa mình thấy là mình nghĩ là mọi người quan tâm cực kỳ nhiều luôn, đặc biệt là những bạn nào mà chưa biết waxing và chưa tìm hiểu kỹ về waxing ấy, đó chính là chị ơi, wax xong rồi thì thoa mỡ chăn luôn hay là để 1-2 tiếng sau mới thoa? Thì mình thấy là hầu như mọi người chưa biết cách sử dụng mỡ chăn. Với những bạn nào mà thường có mỡ chăn ở nhà và đang sử dụng mỡ chăn ấy, thì mọi người nên hạn chế lại nha. Bởi vì mỡ chăn thì nó có kết cấu khá là dày và khi thoa lên thì nó dễ làm bít tắc lỗ chân lông với cả gây ra tình trạng là bị lớp vòng ngược. Nên sau khi waxing xong thì mọi người nên chờ tầm khoảng cỡ từ 2 tới 3 tiếng sau đó thì mọi người mới thoa mỡ chăn lên, và để mỡ chăn trên da tầm khoảng cỡ từ 2 tới 3 tiếng và sau đó mọi người nên rửa lại bằng với nước lạnh hoặc là lau qua bằng với nước ấm thì nó sẽ tốt hơn nha, và không nên để mỡ chăn trên da quá lâu, bởi vì mình thấy là mỡ chăn nó có tính chất là kết cấu dày này với cả nó cũng hơi hôi nữa, nên là nếu như bạn nào mà không chịu được cái mùi hôi quả chăn thì mình nghĩ là mọi người không nên sử dụng. Thay vào đó thì mọi người có thể sử dụng kem dưỡng da sau khi waxing thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với mỡ chăn. Nhưng mà kem dưỡng da sau khi waxing thì nó sẽ không có công dụng là hạn chế lông mọc nha. Nó giúp cho tình trạng da được dịu da nhanh hơn này, với cả là giảm viêm sau khi waxing nữa, với cả giảm tình trạng lông mọc ngược. Nên là mọi người sẽ cân nhắc hai cái mỡ chăn hay là kem dưỡng để mọi người sử dụng nha. Nhưng mà mình thấy là mọi người nên sử dụng kem dưỡng thì nó sẽ tốt hơn là mỡ chăn. Tiếp tục với một câu hỏi liên quan tới waxing vùng bikini. Sau khi wax xong em có bị nổi mụn với cả đỏ thì có ảnh hưởng gì tới da hay không? Thì mình thấy cái trường hợp này mọi người gặp khá là nhiều, và đặc biệt là với những bạn nào mà lần đầu tiên waxing ấy thì gốc lông nó rất là cứng này. Mình thấy là hầu như những cái trường hợp mà bị nổi mụn sau khi waxing thì chủ yếu là những bạn lần đầu tiên waxing này, chăm sóc da chưa kỹ này, với cả là thông thường với những bạn dễ bị nổi mụn là những bạn mà lần đầu tiên wax này, gốc lông còn cứng này, chưa quen với cái miếng, chưa quen với cái độ ấm nóng của sáp khi mà phết sáp lên trên da thì nó dễ bị nổi mụn sau khi waxing tầm khoảng cỡ 1 tới 2 ngày. Nhưng sau khoảng cỡ từ 2 tới 3 ngày sau đó thì mọi người sẽ làn da nó sẽ lành lại và nó sẽ không có bị sưng và đỏ nữa. Và tiếp tục lại là một cái câu hỏi nữa là waxing vùng bikini thì em nên sử dụng thuốc giảm đau nào? Thì mọi người nên ra tiệm thuốc để mọi người sẽ tư vấn được kỹ hơn nha, bởi vì mình cũng không biết là mọi người có dị ứng với cái thành phần thuốc đó hay không. Thì theo như mình thấy thì mình thấy có hai cái loại thuốc mà mình thấy mọi người sử dụng nhiều, đó là hai loại này, loại sủi với hoặc là dạng viên uống, thì mọi người có thể sử dụng hai cái loại này. Mình thấy loại sủi nó sẽ ok hơn. Nhưng mà và ngoài những cái câu hỏi hay là thắc mắc ở trong cái video này thì mọi người cứ để lại comment ở bên dưới cho mình biết, và mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi đó và làm thêm một cái video Q&A nữa cho mọi người nha. Và chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sắp tới nha. Bye bye. À và đừng quên, bên mình có nhận dịch vụ waxing cho cả nam và nữ, và có cả nhận đào tạo học viên nữa. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình qua số Zalo này nha.